Kính thưa quý vị, một trong những đôi song ca vàng lần này lại tái hợp với nhau trên sân khấu Paris by Night 126, Tiên Đồng Ngọc Nữ, Lương Tùng Quang và Như Loan. Thank you người đẹp, và Như Loan xin kính chào tất cả quý vị. Xin kính chào quý vị và xin chào em. Lương Tùng Quang và Như Loan vừa hoàn thành xong màn opening rực rỡ sắc màu, thì không biết là mình có thể bật mí đôi điều về cái tiết mục opening này hay không ạ? Tại vì Ngọc Hân giới thiệu là Như Loan với Lương Tùng Quang song ca mà quý vị chắc là đang nhìn nó không có dính líu gì hết. Đó là tại vì cái màn mở màn kỳ này nó rất là hoành tráng, là tại vì không có phải là nữ không mà không phải là nam không, mà năm cặp nam nữ có như là tổng cộng 10 người, cho nên là một cái phần trình diễn rất là hoành tráng và rất là cứ như là hồi nãy nhưng mà lúc mà tập, như là em không biết anh nghĩ sao mà lúc nãy lúc mình tập mình cái nhạc có lẽ là nhỏ đó, chứ lúc nãy mà đứng lên sân khấu lần đầu tiên ấy rần rồi tiếng vỗ tay của tất cả quý vị chứ là rất là sung, cho nên là cảm ơn quý vị. Opening rất là vui, mà đây là cũng là một bài hát rất đầy ý nghĩa. Nếu quý vị còn nhớ, Trung Tâm Thúy Nga mình thường có những cái ca khúc opening đầy ý nghĩa như là Chỉ Còn Một Ngày Để Sống. Thì ca khúc này nói lên một cái ý tưởng là tất cả mọi việc trên thế gian này đều có thể xóa sạch bằng tình yêu. Tình yêu xây đắp nhân gian. Đó. Của Hamlet Trương, tác giả rất trẻ nhưng mà ý tưởng rất là hay. Là trong cuộc sống của chúng mình hiện tại, tất cả mọi thứ đều có thể xóa giải hết bằng tình yêu. Nhưng mà bây giờ fans cũng đang rất là tò mò và không biết là lần này Tiên Đồng Ngọc Nữ tái hợp thì sẽ hát bài gì, thì mình bật mí luôn đi được không ạ? Như Loan không biết tại sao nhưng mà hình như là Như Loan với Lương Tùng Quang có duyên, là anh có giống em không? Tại vì em thấy em với anh có duyên, là mặc dù ở ngoài là hai mình rất là thân và lúc nào cũng nói tóm lại là mỗi lần mà gặp nhau là cười bẻ bụng, nhưng mà thật sự có duyên trên sân khấu lúc mà những bản tình ca mà buồn buồn. Nhìn mắt anh Quang là dễ diễn lắm. Anh nghĩ chắc có lẽ là vì mình không có lấy được ngoài đời, nên bao nhiêu cái trải lòng của mình để hết trên sân khấu. Có hay không thì tụi em không biết. Nhưng mà tụi em sẽ trải lòng hết trên từng ca khúc. Như Loan có nhớ là lúc mà anh Lương Tùng Quang, tại vì Như Loan là fan của anh Quang lúc đầu, cho nên là lúc anh Lương Tùng Quang, Như Loan có nghe là anh Lương Tùng Quang ở trên cái một cái radio hồi xưa đó, phỏng vấn anh Lương Tùng Quang nói là người yêu, nếu mà anh được chọn một người yêu lý tưởng, anh nói là Như Loan. Tại vì hai anh em rất thân quý vị ơi, ở ngoài đời rất thân và nói chuyện với nhau rất là hợp. Dẫn miết thành thử nếu mà lý tưởng mà để quen thì dĩ nhiên là Loan rồi. Mà đây là cặp đôi vàng mà sẽ không bao giờ đến với nhau được, chỉ có đến với nhau trên sân khấu Paris by Night mà thôi. Cho nên quý vị hãy ủng hộ ngay Paris by Night 126, hành trình 35 năm để chứng kiến sự tái hợp của Tiên Đồng Ngọc Nữ ở trên sân khấu. Xin liên lạc ngay với Trung Tâm Thúy Nga 714-894-5811. Xin cảm ơn quý vị. Bye.